Tấm Khúc xin gửi lời chào đến các cô chú, anh chị em và các bạn đến với cái chương trình hôm nay. Thì hôm nay cũng trong cái dịp đại lễ Vu Lan tháng 7 của mình đó, quý vị, tháng 7 âm lịch đó, thì có cái Vu Lan báo hiếu, nên hôm nay Tấm Khúc xin phép chia sẻ cũng như kể chuyện với quý vị về một cái vấn đề mà nói về những cái người mà nói chung là nói về những cái ngày mà Vu Lan báo hiếu. Thì Tấm Khúc xin phép coi như là cái clip này em tám chuyện với các cô các chú, mong cô chú bác anh chị em và các bạn xem như một cái người thân của Tấm Khúc để em chia sẻ trong cái clip hôm nay ha. Thì nói về vấn đề mà Vu Lan báo hiếu thì quý vị biết là ở đâu người ta cũng hay có vụ mà cho người này người kia những cái phần quà hay gì gọi là từ thiện hay là giúp đỡ nhau trong cái dịp mà tháng 7 Vu Lan báo hiếu đó quý vị. Thì bên cạnh này Tấm Khúc cũng hay có làm ngày xưa nha, còn bây giờ không có, bây giờ em chỉ tám thôi nha. Nhưng mà vì sao em tám hôm nay nữa, chị biết là mấy bữa trước ở bên Canada gửi cho Tấm Khúc thùng quà có cái lớn dầu gió xanh nè, rồi bên nước Úc là một chú gửi về Tấm Khúc thùng quà cũng có một cái lớn dầu gió xanh mà có mấy chai dầu nước vàng nữa, xong Tấm Khúc thấy cảm thấy thích quá. Thì hồi trước bên Mỹ rồi cũng gửi về tặng em hoài, em cũng cho tùm lum người quý vị. Em hay cho, nhất là cái người mà ông đổ gác cho nhà em và những người thợ sửa nhà cho em, là những người đó em ưu tiên hàng đầu em cho nhất, tại vì người ta làm cái đẹp lại cho em mà sửa nhà cho em, dù em trả tiền thì cũng là người ta làm có công sức người ta thì em mới có cái nhà đẹp em ở. Em mang ơn người ta một mặt dù trả tiền nhưng vẫn mang ơn, và em hay tặng dầu cho người ta khi người ta làm có nhức tay nhức chân thì người ta xài. Và một người nữa là ông đổ gác. Quý vị, ông đổ gác, ông nhờ có ổng thì ông lấy gác những cái chất gác mà mình thải ra mà ông lấy ra tội nghiệp. Ông nhiều khi thấy nó cũng hôi gình mà người ta lấy gì mình thấy tội nghiệp người ta đó, làm cho cái nhà mình sạch thì người ta phải lấy những cái chất mà mình bỏ đi, vậy thấy cũng tội nghiệp, nên thỉnh thoảng em cũng cho chai dầu cho ổng quẹt quẹt lỗ mũi cho đỡ, đến thay đi lấy gác rồi cũng hửi cái mùi hoài cũng tội nghiệp người ta cũng là con người như mình mà. Mình thì thích ở cái chỗ sạch đẹp thơm tho, còn người ta phải làm ở cái công việc mà hôi hám về gác về ống cống rồi đó, thấy tội nghiệp lắm. Thì mình tặng cho người ta cổ vũ mà. Thì Tấm Khúc 2 bữa trước có quay sơ qua khi mà mở cái lỗ dầu của cái chú mình Úc á, Tấm Khúc thấy có mấy chai dầu nước vàng á. Đầu tiên em nhận là ở Việt Nam mình có ai xài cái này chưa, em thì thật sự em chưa có xài nên em cũng thấy nó lạ. Xong em lên trên mạng em tìm thử là có dầu mà nó màu vàng gì không nè, thì em không thấy, hiện tại thì em chưa có thấy trên 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 trang web nào có, chỉ có cái nước vàng trong chiếc cổ ngoài áo luôn, cái vỏ màu vàng như thế này thì thật sự Tấm Khúc không có thấy đó. Nhưng mà mình thấy như vậy em tưởng đâu nguyên lố màu vàng hết chứ, nhưng không phải, trong lố chỉ có 2 chai thôi, còn nhiều cũng dầu xanh, kiểu như nó khuyến mãi cho mình xài thử, mà cái mùi rất là thơm, cái gì cái mùi nó dịu dịu ngon lắm đó nha. Dầu này nè của Úc nha, rồi thật sự em cảm ơn rất là nhiều đến cái chú bên Úc gửi có cái này. Còn bên Canada gửi thì có cái chai dầu dầu khuynh diệp, dầu đó để dành cho mẹ và bé đó, rồi cũng dễ chịu lắm đó quý vị. Thì ý em muốn nói lại vấn đề là dầu vậy đó, em thấy cái chai vàng này nè em vui quá, cho nên em có đăng lên trên mạng xã hội, em có quay tí xíu đông phút mấy em đăng mạng xã hội, em nói là vui quá kênh Cúc Channel được bà con trong nước và ngoài nước, nước Mỹ, nước Canada, nước Úc á, đã tặng dầu, tặng quà và có dầu gió gì cho Tấm Khúc á, vui quá. Thì nước Canada lố, nước Úc lố là mỗi lố 12 chai, hai lố thì 24 chai. Còn của nước Mỹ thì gửi trước thì Tấm Khúc xài muốn hết rồi, gửi 2 lố xài muốn hết rồi. Thì có khoe như vậy. Nhưng mà quý vị thấy mới có đăng bài có chút xíu à, thì người thân bà con đồ á, người ta nhắn tin á, người ta xin á, người ta nhắn tin người ta nói thấy Cúc có dầu nhiều quá, có thể cho anh chị cô chú bác gì đó con trai xài thử cái dầu của nước Canada và nước Úc như thế nào á, nãy giờ ta xài ở Việt Nam không á. Thì Tấm Khúc thấy nhiều quá quý vị, mình 2 lốt có 24 chai mà đâu cả chừng 30 người xin rồi làm sao đủ, chứ này bể hụi luôn cái tội khoe thì người ta xin vậy đó. Cho nên em mới nói là để em coi thấy cái còn không, tại nhiều bà con cũng nhờ em đó, người ta cũng muốn gì đó, nên là để em cho, thì nếu em còn thì em cho, rồi thế là em xóa bài đăng xuống gì, chứ mình để hoài người ta xin thì không có thì kỳ, ngay cái tháng 7 người ta xin mà mình không có cho thì kỳ, còn nếu cho thì của đâu cho nổi đúng không. Thì vậy để nói lại cái vấn đề là khi mà mình khoe cái gì ra là được hay cũng ảnh hưởng. Đó là một cái vấn đề trong cái gặm tháng 7 này, như em từng chia sẻ với quý vị là hồi trước á, mấy năm trước á, em cũng cái nhân dịp cái gặm tháng 7 này nè,
em có phát quà cho bà con là tự tâm em nha, chứ không phải là em kêu gọi nha. Hôm nay em kể lại để thấy được là khi mà mình khoe gì ra là đôi khi mình không có đủ để mà cho. Như thế này quý vị, thì cái năm đó em là một cái chủ tiệm salon tóc, em cũng làm ăn cũng được lắm. Em cũng thật sự nói giàu thì cũng không giàu, mà nghèo thì cũng chắc cũng hơi bớt nghèo rồi. Tại vì lúc đó em chưa có mua được cái nhà này mà làm, mình chưa có nhà riêng mà làm sao giàu được, còn nghèo còn đang kiếm tiền á. Nhưng mà kiếm tiền là một lẻ, nhưng mà mình thấy là mình chưa bằng ai, nhưng mà người ta cũng nhiều có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, nhất là những cái cô chú lớn tuổi đó. Thì Tấm Cúc thấy vậy, tới gần tháng 7 Tấm Cúc mới nói là mới nói với những người mà lớn tuổi mà còn đi bán vé số đó quý vị. Mình thấy người ta giống như lớn tuổi mà không có con cái bên cạnh để mà chăm lo, người ta còn phải bươn chải cuộc sống á, mà còn chống cây gậy nè, rồi có người thì còn đi nạn đi tối mà còn phải đi bán vé số mình tội nghiệp á. Thì Tấm Cúc có nói với mấy người là đâu nói chừng mười mấy người à, tại em mua có mấy chục phần quà thôi, phần quà đâu em nhớ từ 300 tới 500 hay gì đó, mua có mấy chục phần quà thôi quý vị. Và em có nói với mấy người mà hay lại để bán số cho những người mà làm tóc trong cái tiệm tóc của em đó, người ta ngồi đó đó người ta vô người ta bán. Thì Tấm Cúc có nói là ngày gầm tháng 7 là khoảng 10 giờ là con ở chỗ tiệm con nè, con có được mấy chục phần quà. Thì con kêu mấy cái cô chú mà đi bán vé số, những người mà lớn tuổi neo đơn á, có đi bán ngang đây ghé, thì con tặng cho mỗi người một phần quà. Là ai con mời ai thì hãy lại ngày đấy nhiều quá con không có đủ, tại con có mấy chục phần quà thôi. Tấm Cúc có nói như vậy vì, nhưng mà tới cái ngày gầm tháng 7 á, mình thì nói 10 giờ thì hãy ghé, tại vì Tấm Cúc sáng còn phải thức dậy, còn phải mà pha cà phê, pha trà, cúng ba rồi dọn dẹp xong xuôi chứ mình mới bắt đầu ra mới phát quà cho bà con được. Cỡ 10 giờ là vừa đẹp vừa ngon nhất, dễ cho là cho làm việc phát quà nhất. Mà mấy cô này nghe nói ở tiệm tóc của cô Cúc có phát quà đó, người ta động viên với nhau cái gì. Tự nhiên giống như em nói một người đó đi nói nhiều người khác. Rồi không biết ở đâu nữa, đã em nói có mấy chục phần quà mà mới có đâu 7 giờ mấy 8 giờ ngồi đặt nghẹt ở trước cửa em hết trơn. Trời ơi trời, ở trong nhà mở cửa em nhìn em nói rồi tới đây Cúc ơi, mày tiêu mày rồi Cúc ơi. Cho hay có mấy chục phần quà mà nói 10 giờ mà mới có 7 giờ mấy 8 giờ ngồi nhóc nhách hết trơn. Người nào cũng than khổ chứ mình làm sao quý vị. Không lẽ mình trốn trong nhà luôn. Thấy vậy cũng hồi cũng ra mở cửa nói trời ơi, cô chú đến sớm á, con nói 10 giờ mà mới này mới có 8 giờ lại nhóc trơn. Cái mấy bạn nói không sao thì cô làm gì làm đi, tôi ngồi đây chơi à. Mình thấy ngại, người ta lớn tuổi tầng đi bán lắm, lại bắt người ta ngồi đợi làm gì. Thấy gì kêu mấy đứa thôi đem ra tặng cho cô chú luôn đi, đem mấy chục phần quà ra đang tặng mà hả, người khác lợi nữa quý vị, chứ đâu phải nhiêu hết đâu. Lợi hồi em đâu có đủ quà tặng đâu, sạch bóng hết trơn mà còn nhóc người chưa có quà tặng nữa. Rồi bây giờ làm sao? Em thấy gì em chạy vô trong nhà đó, em mới nói bây giờ thôi, bây giờ con hết phần quà con vô con lấy gạo thêm, rồi con có diện tặng mấy tiền trong túi có nhiêu con móc ra con tặng, con chia đều hết. Ai gọi nữa hen, rồi bắt đầu con mấy tặng mà con chia đều cho cô chú hết. Thì khi mà tặng rồi cái xong cái vô, Tấm Cúc nhớ là cái hũ gạo nó cúc đuôi đựng trong cái hũ gạo bự bự nè, là mới mua đâu mà mười mấy ký hay gì, bao gạo chục ký hay là bao gạo 25 ký gì đó mới bỏ vô đó đó. Xong thấy vậy cái rượu lấy cái bọc chia nhau liền, chia đâu mấy bọc gì nè, bọc chừng 5-7 ký gì đó chia nhau đang cho người ta, thì xúc sạch gạo trong lu luôn, cho cũng không đủ gì. Còn những người kia vậy mình thấy sao, móc tiền túi trong túi bao nhiêu tiền phải không, thì chia ra. Ví dụ như cho cái cô này á 10 người á, mà mỗi một người á thì 200 đi, ví dụ như cho người 200 đi mà 10 người thì 2 triệu phải không. Xong á thì em hai tới 20 người thì đâu được, cho nên em chia nhau người 100 thôi, 20 người thì 2 triệu. Em chia nhau vậy đó cho người ta đi về. Chứ người ta lỡ tới đây ai cũng than tôi ở xa, tôi nghe nói gì tôi mừng, nghe nói tiệm uống tóc của cô Cúc là có tặng quà nên là tặng đồ từ thiện ngày gầm tháng 7 nên tôi tới. Mà mình dở chặn thấy không quý vị? Đồn dữ lắm. Giống như mình nói mình cho có mấy chục phần quà, 20-30 phần quà thôi mà họ rủ nhau rồi tới rồi mình làm sao? Thế là em cho hết trơn em mới rồi xong trơn giải tán đi, giờ còn hết gì vậy? Con cho hết quà gạo con cũng xúc trong nhà ra hết rồi, tiền trong túi con cũng cho hết luôn rồi. Bây giờ con không còn gì cho cô chú nữa, cô chú thông cảm tới mà khi mà con khá khá hơn con sẽ cho tiếp, hoặc là dịp sau có gì con sẽ cho cô chú hay. Bây giờ thì con còn ít tiền con gửi gì cho cô chú lấy đỡ giùm con, mua đồ ăn giùm con ha. Thì cũng xong. Mới quay vô ngồi thở hổn hển, trời ơi,
Ai đồn mà nhiều người tới thì tôi trở tay không kịp gì nè. Mình ngồi mình thở hào hĩnh vậy đó. Vừa thở xong quay ra nghe tiếng xe ở ngoài trước cửa tiệm á, cái rét. Thắng xe vô cửa, quay ra. Trời ơi quý vị ơi, em thấy một chú từ trên xe đi xuống, ổng đi xe ôm, ổng chống hai cái tó nè, ổng kẹp bên đây nè. Ổng đi xuống bắt đầu xe ngừng lại, cái ổng lấy cái tó ổng bỏ xuống dắt, ổng bước xuống, ổng bước bên đây có con chân một. Còn chân ổng đi hai cái tó này với con chân một. Ông bước xuống thì ở phía trước cái tiệm tóc của Tâm Cúc có cái ghế đá ngồi trước đó, cho nên ông bước xuống cái ông ngồi lên ghế đá, cái Tâm Cúc hỏi, Tâm Cúc bước ra cái ông mới nói, dạ cô Cúc ơi, tôi chào cô Cúc ơi, tôi nghe người ta nói hôm nay tiệm muốn tóc của cô Cúc ở đây nè, có mà làm từ thiện cho quà đồ cho mấy người nghèo á, tôi nghe được cho nên tôi đi xe ôm ra đây coi cô thương tình cô cho phần quà. Ngút nó trời trời, chú ơi con cho người ta nãy giờ người ta lỡ con cho hết trơn rồi, giờ con hết quà chú. Lúc nói trời ơi cô Cúc ơi, tôi bệnh quá trời mà tôi không có tiền, không có đồ gì ăn gì chứ. Mà tôi hồi nãy tôi nghe nói gì tôi mừng quá nên tôi đi xe ôm nè. Ông xe ôm đã ăn từ nhà tôi tới đây 50 ngàn. Giờ tôi cũng không có tiền trả ông nữa. Trời cô Cúc ơi, tôi khổ quá cô Cúc ơi. Trời ơi mình thấy ổng bây giờ mình sạch sành sanh chân sạch túi sạch đồ mà mình khổ. Mà bây giờ ổng còn khổ hơn mình, ổng đâu đi xe ôm xuống tới đây đã không xin quà mình đi xe ôm 50 ngàn. Trời ơi, trời không biết ông từ đâu ông đi xuống đó mà tới 50 ngàn xe ôm dữ vậy không biết. Tôi có thấy tội nghiệp quá thì người ta có tặc cái chân còn một chân này kia nữa. Rồi đi vô, trời ơi vòng ba cái học tủ mà em làm tiệm tóc rồi có tiền thì em bỏ vô đó. Coi coi nó còn sót hay gì đó. Lục để sách lục đồ đó. Cái gì em lục hết trơn. Đi ra đâu được nhiêu tiền đó, em nhớ hình như còn được 250 ngàn hay gì. Em nhớ vậy đó. Nè chú ơi, con cho chú tiền nè, chú trả tiền xe ôm đi rồi chú về chú mua gạo mua quà giùm con nha. Tại vì con hết trơn quà rồi, con tặng hết rồi chú lại hơi trễ. Chú nghe chú, thế là ông cầm tiền ông, tôi cảm ơn cô Cúc, tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Rồi là bắt đầu ông lên xe, là Tấm Cúc thấy ông cầm cây nạng ông chống chống có một chân rồi quý vị, mà còn đi xe ôm mới tới nhà mình nữa. Trời mà em thắc mắc hoài không biết ai mà đi động viên được còn hơn là cái loa phát thanh nữa trời. Mình mới nói mình có mấy chục phần quà cho những người đi bán vé số nghèo neo đơn, mà họ động viên ở đâu lại, em nói nghe trẻ trẻ không. Lúc đó có mấy bà đi lại quý vị thấy trẻ măng luôn mà còn đeo vàng nữa nha, trên trai có đeo vàng nữa. Bữa đó bắt đầu lấy gạo rồi lấy đồ quà rồi xong nhóc trên cái em mới nói là cho xin chụp một hình làm kỷ niệm ngày hôm nay á. Xong cái đứng lại mấy bà ôm quà ôm gạo ôm đồ nè, đứng như nè ôm như vậy nè, cái mấy ngón tay lòi ra đeo vàng nè. Cái nhỏ em á nó thấy nó nói bà Tám bà cho mấy người nghèo mà sao tôi thấy nghèo đâu mà đeo vàng gì tôi vàng hơn bả đó ở đâu dữ vậy, ủa đeo vàng gì nghèo sao đâu có nghèo đâu. Em nói trời mình có biết ai nghèo ai giàu, mình cứ nói cho những người khó khăn mà lớn tuổi neo đơn nó còn mà phải đi bán vé số đi này kia mình tội nghiệp á thì mình cho người ta, mà mình đâu có biết người ta động viên nhau người ta đến vậy đâu. Thì thôi kể rút kinh nghiệm, mười mốt có cho ai là cho thẳng chứ không có cho hay trước đó. Vì vậy là từ đó tới giờ mình, em mà thấy người nhà nào nghèo phải không, em đi thẳng lại cái nhà đó cho 500, 1 triệu, 2 triệu ok luôn, ngon lành luôn, mình cho ngay người ta mừng, người ta mới có làm công chuyện được. Quý vị, bây giờ mình cho ăn thùng mì, chai dầu ăn, cái nước tương, cái đường, bịch bột ngọt hay là 5 kg gạo hay gì đó thì họ có thể dùng được cả 1 tuần, đúng không? 1 tuần cũng hết. Nhưng mà mình cho 1 triệu hay là 500 thôi, họ lấy cái tiền đó họ xây sở, họ buôn bán hay là mua tập sách gì cho con, họ rất là cũng thiết thực. Ha, mua thuốc uống đồ cũng ngon lành, cho nên thường thường thì em đi em ít có chở đồ cồng kềnh cho tiền. Người 500, cho người 500 thôi mà em cũng hạn chế quay video quý vị. Đôi khi quý vị biết không, có nhiều cái người cha mẹ lớn tuổi á, người ta khổ lắm, người ta cần mình giúp đỡ, nhưng mà một mặt khác là người ta không muốn con người ta biết, tại người ta cũng có con có cháu, mà con cháu người ta cũng khá khá không nữa, mà con cháu người ta không có giúp đỡ cho cái người này, không có cho tiền cha mẹ nhiều đủ, với tỷ người ta còn con gái thì nó còn chồng, con trai thì nó còn dâu, phải không? Nên ông bà cũng chịu chẳng đó, cho nên là nhờ cộng đồng mà ai thương thì người ta cho tiền hay là gì đó, mà người ta sợ quay lên úp lên một cái nó nhìn nó thấy nó không cho nhưng mà nó thấy là nó quạ quà là mắc mặt nó à. Làm cha mẹ mà cứ đi lên cộng đồng mạng xin nghèo vậy là mắc mặt con cái đâu chịu, nó không cho cha mẹ là làm cái người nghèo ở trên cộng đồng mạng nhưng mà lại nó không có nuôi, nó bỏ bê thì đó. Cho nên Tấm Cúc cũng hiểu được những cái hoàn cảnh như vậy, cho nên em cho là em cho luôn chứ em không có mà cái kiểu mà quay lên mạng nhiều. Bữa hổm Út của em á, em cho mỗi một hộ 500 á, thì nó có đi cho giùm em lúc mà em bị nhức cái lưng em bệnh á, lúc mà hồi kỳ nào em quét nhà em gục xuống cái lưng á
thì em có chia sẻ đó, thì nhà Úc nó cho dùm mỗi con hộ tới nhà nghèo nó cho con hộ 500 điệu chứ vậy, thấy gì đó nó có quay cho em được hai ba clip gì đó, em có ghép vô cái clip cho quý vị coi trên đây bữa hổm đó, chỉ còn vậy thôi đó, chứ không có vụ mà em quay em phỏng vấn em nói này nói kia cho nó dữ vô đâu, con cháu người ta thấy được người ta ngại, phải không? Đó là như vậy, là em vậy đó. Cho hôm nay thì em thấy là ngay cái dịp mà gầm tháng 7, gầm lớn của tháng 7 Vu Lan Báo Hiếu á, thì em có những cái đôi lời chia sẻ đến quý vị, đến những cái cô chú bác. Gần khi người ta nghe cái chỗ nào đó tặng quà từ thiện á, thì người ta đến một mình đó, người ta ngại ha, xong người ta rủ bà bạn hay là ông bạn vậy đó, ê đi với tôi bữa nay chỗ đó có tặng quà từ thiện á, đi, bắt đầu kéo nhau đi. Mà trong khi cái người từ thiện thì người ta chuẩn bị sẵn, đâu phải là một cái tổ chức đâu. Nếu một tổ chức thì nó khác, tổ chức làm từ thiện thì quyên góp nè, à đây là một cái tổ chức làm từ thiện cộng đồng mạng thế giới người ngoài, người Việt kiều Việt Nam gì đó tập trung cho vô đây, rồi người ta lấy người ta cho qua, không có nói là đến mà cái số kể, đa số ai tới cũng có quà, tại vì người ta quá được nhiều tiền từ cộng đồng đổ vô đây rồi, người ta dư giả quá nhiều, thì lúc đó thì hả rủ nhau mà đi ùn ùn lại, người ta cũng có cho. Còn nếu mà nói một cá nhân nào riêng, giống như Tâm Cúc nè, một cá nhân riêng mình phải xức tiền túi để mình làm một cái gì đó vui vui ý nghĩa trong đời này thôi, tí xíu gì đó mà bà con cũng đồn với nhau, rủ gần gần lại là chết nhỏ rồi chịu sao rỗi, mẹ trốn luôn á. Em nhớ cái năm đó em nói trời, không lẽ mình đóng cửa hoài, mẹ ngồi kẹo mãi trên nó chết rồi, trời ơi. Em nhớ là em mắc cười, không biết hình ảnh nó còn đấy, em để em bỏ lên cho quý vị coi. Với quý vị thấy những cái người nghèo á, quý vị biết làm sao mà bây giờ Tấm Cúc em nè mà được quý vị yêu thương lại á, thì em nghĩ chắc là một cái phước gì em đã từng giúp đỡ những người nghèo, đó là khi mà người ta nghèo á, em âm thầm em đến em giúp á. Quý vị có thấy được những cái bức ảnh mà em có chụp lại kỷ niệm hơn hơn lúc đó em có chụp lại kỷ niệm chứ thôi là giờ cũng không có đâu mà nói, thì có hình thôi chứ không có video, là em chụp em đi chân không mà nước chủng chẳng nè, những cái bao đất những gì nè, để em lại em cho những cái người nghèo á, người ta khóc, người ta ôm em, người ta khóc luôn đó quý vị. Trời ơi, những cái hình ảnh mà em bỏ lên đây cho quý vị coi, em sẽ lục lại em bỏ lại cho quý vị coi, là thấy cái cảnh là mình làm được việc thiện đó, nên bây giờ bà con á ơn trên mới cho em được bà con yêu thương và gửi tặng quà, cũng như là thương mến Tấm Cúc về con người và cái cách nói chuyện của Tấm Cúc nó gần gũi. Nó gần gũi là có sao em nói vậy à, chứ không có em nói không có thêm bớt ai, hay là không có xạo xạo mà vuốt ve theo ai hay gì. Em á có sao em nói vậy, mà đôi khi em cũng nóng. Có người nhiều khi mình nói cái gì đó cũng hơi làm cho mình khó chịu, thì em thật sự em cũng nói lại chứ không phải không. Có sao em nói vậy à, phải thì em theo phải, còn không phải thì em cũng theo cái cách không phải. Chứ không phải là hiền thì cũng hiền nhưng mà giữ thì cũng giữ. Nhưng mà thôi, nhân cái ngày mà đại lễ Vu Lan Báo Hiếu thì kính chúc sức khỏe cho các ba, các mẹ, các bố, các má mi, các gì đó, thì cũng như là má em có một cái mùa đại lễ Vu Lan thật là nhiều sức khỏe, nhiều năng lượng, cũng như là những cái người mà còn ba còn mẹ, và những người cũng không may mất ba mất mẹ, hoặc là mất ba còn mẹ, hoặc mất mẹ còn ba vậy đó. Thì riêng Tấm Cúc thì cũng không có còn ba nữa. Cũng trong đại lễ Vu Lan này cũng rất là tưởng nhớ tới ba. Còn người má thì cũng không có được khỏe gì lắm, thì cũng cầu xin cho má được nhiều sức khỏe. Như vậy thôi, và cảm ơn đến cộng đồng mạng, những người đã luôn yêu thương Tấm Cúc và theo dõi kênh Tấm Cúc đó. Em kính chúc sức khỏe rất là nhiều. Tấm Cúc xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở chương trình Tấm Cúc kể chuyện tiếp theo. Xin kính chào quý vị.